xin giới thiệu chiếc điện thoại Motorola MiFi, một trong các thiết bị di động đầu tiên sử dụng hệ điều hành Android mà có khả năng chống va đập và chống vỡ nữa. Tôi xin giới thiệu ngoại hình của chiếc máy. Đây là loa thoại ở bên cạnh bên trái này, các bạn thấy á, đây chính là cái sensor cảm ứng ánh sáng và các cái đèn để báo hiệu Wi-Fi hay Bluetooth. Màn hình của chiếc máy này là được thiết kế bằng kính chống xước. Ở dưới đây là các bạn thấy đây là bốn phím cơ bản của Android: phím menu, phím home, phím bắt và phím search. Ở đằng sau á thì các bạn thấy đây là cái lỗ này là để cái loa ngoài. Đây là camera 5 megapixel và đây là flash. Ở giữa các bạn thấy là logo. Đây là cái khóa để mở nắp lưng. Bạn thấy đây là pin của máy. Pin của máy này dung lượng khá cao, 1540 mAh. Đây là chỗ khe gắn SIM và khe gắn thẻ nhớ. Khe gắn thẻ nhớ theo máy. Ở bên trên đầu á, ta có thể thấy đây là cái giặc 3.5 mm, được sử dụng một cái miếng nhựa để chống vào nước. Đây là phím nguồn. Ở bên đây thì ta thấy đây là giặc cắm micro USB, được thiết kế 3 con vít bên hông. Còn đây là hai phím volume, bên này thì là hai phím volume tăng giảm của 3 vít. Ở dưới thì ta thấy không có gì hết. Nói chung thì thiết kế của này khá nhỏ gọn, nhưng mà theo tôi nghĩ thì cái máy này các bạn thấy vì nó có khá nhiều vít và thiết kế làm bằng nhựa nên nhìn không sang lắm. Bây giờ tôi xin biểu diễn tính năng chống vào nước của máy này. Đầu tiên tôi sẽ bỏ máy đang hoạt động vào trong nước. Đấy, các bạn thấy máy bây giờ mình sẽ thử vào chức năng gọi vào thử xem máy có hoạt động không. Các bạn đợi tí xíu. Đó, các bạn thấy là đây bạn mình gọi. Mình thử bấm answer không được. Khi vào nước như thế này thì bấm ngoài, ở trong nước truyền tham được. Thử mang ngoài nghe thử. Đó, vâng. Alo. Rồi, các bạn thấy là máy vẫn còn hoạt động bình thường. Vẫn hoạt động bình thường sau khi vào nước. Các bạn chắc phải lau màn hình đi. Đây là cảm ứng điện dung mà. Lau màn hình đi thì các bạn mới sử dụng được một cách thoải mái bình thường. Bây giờ tôi xin giới thiệu các tính năng của máy. Đây là cái lân trơ zin của Motorola. Các bạn thấy là lân trơ này nhìn cũng khá đẹp. Đây là vào các cái phần mềm. Đây là cái chương trình cài thêm để tôi xem thời gian và thời tiết. Đây là các số điện thoại. Đây là các cái xem hình ảnh phim. Còn bên cạnh này là các cái khả năng tắt bật Wi-Fi, Bluetooth hay GPS. Giờ tôi sẽ thử cho bạn xem thử cái hình ảnh đây ha. Đây. Các bạn thấy nếu mà đây chụp ở đây ngoài trời mưa, đây là hơi tối thì nói chung là hình ảnh nó cũng hơi noise. Nhưng mà chụp vào sau khi cơn mưa tạnh, các bạn thấy hình ảnh là đầy đủ ánh sáng thì hình ảnh nó cũng tốt hơn một chút. Nhưng mà nói chung là theo tôi nghĩ thì ảnh này thì chỉ chụp trong điều kiện đủ sáng thôi, còn thiếu sáng thì sẽ rất là noise. Bây giờ tôi thử xem các bạn là video clip. Tuy là quay Vega nhưng mà tôi thấy chắc là cũng tương đối đẹp. Đây là một đoạn phim quay trong lúc trời vừa đang mưa ở phía sau nhà tôi. Khi đồng ý mang dân quận Tân. Các bạn thấy thì loa ngoài nghe cũng khá to và rõ. Đây, bây giờ tôi sẽ thử tiếp tính năng GPS của chiếc máy. Các bạn bấm vào đây để tìm kiếm. Đó,
khả năng bắt GPS cũng khá nhạy. Đây là cái bạn có thể trượt ngang giống như là 3D. Đây là các bạn xoay bản đồ. Nói chung là hầu hết các cái máy về mới hiện nay thì GPS định vị khá nhanh. Nó có sử dụng công nghệ eGPS để định vị qua các cái cột phát sóng của điện thoại. Bây giờ là thử các bạn xem cái game. Nếu đã chơi game cũng biết cái game PES. PES là một cái game đá banh. Này. Các bạn thấy hình ảnh âm thanh là khá tốt. Tôi cảm thấy thì cái màn hình này là tương đối nhạy. 3D là khá đẹp. Các bạn thấy trên sân vận động có tuyết rơi. Theo điều khiển này hơi khó. Thấy là 3D cũng tương đối tốt. Rồi. Hình ảnh là khá đẹp. Âm thanh thì tôi thấy là khá sống động. Để thử thêm một cái game khác. Đây là game mà các bạn phải chơi giống như Audition. Chơi game này thì không được hay lắm, nhưng mà game này khá phù hợp cho các cái bạn nữ chơi. Các bạn thấy nói chung là game là tương đối tốt. Sau nhau thì sử dụng á, thì tôi thấy cái máy này là điểm mà tôi thích nhất đấy, chính là pin. Pin này có thể sử dụng được hơn 3 ngày. Theo tôi vậy là quá chuẩn cho một cái smartphone. Máy thì cũng khá là nhỏ gọn. Và cái điểm kế tiếp mà tôi thích đó chính là đi ra ngoài các bạn có thể nghe điện thoại ở ngoài trời mưa thoải mái, vì máy này có khả năng chống vào nước và chống vào động. Loa ngoài con này cũng khá to, tiếng bass rất là tốt. Bạn biết con này sử dụng CPU Cortex A8 nên nó có khả năng mà render 3D tốt hơn những cái dòng mà Snapdragon của HTC chẳng hạn. Ngoài ra thì máy nào thì cũng có cái điểm không tốt. Các bạn biết máy này theo tôi thì cái camera này tuy là 5 megapixel nhưng mà chụp hình thì khá noi, chụp hình nhất là vào buổi tối thì nó có rất là nhiều hạt. Camera của con này thì cũng không thể nào quay được phim HD với cái bản ROM zin. Ở cái bản ROM gốc của cái máy thì chỉ quay được ở chuẩn Vega. Ngoài ra thì tôi cũng khuyên các bạn nếu mà không rành về update firmware thì bạn đừng lên update con này, mặc dù nếu bạn update con này lên firmware mới nhất có thể quay được phim HD nhưng mà khá phức tạp. Đấy là những nhận xét của tôi sau một thời gian sử dụng. Xin cảm ơn.